Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu đồng hồ, yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con đồng hồ đến từ Đức nha. Đồng hồ đến từ Đức quý vị. Con này máy 7 ngày, một gông nha quý vị. Thì cái thùng nó cao tới 74 quý vị, chiều ngang là 34 nha. Cái mặt này nó khoảng 18 cm nè. Cái mặt này số nó hơi mờ mờ tí nè. Này thì có thể in lại vẽ lại bình thường nha quý vị, đem ra chỗ máy thợ in kéo lụa nó kéo được. Thì con này thùng đồ là nguyên bản hết nha quý vị, thấy gỗ mà nguyên bản hết nha. Con này thì em thanh lý giá cực kỳ tốt cho quý vị, một gông nhưng mà chuông nó đánh rất là hay quý vị. Thùng bên ngoài thì có vệ sinh, nói chung là có tuốt sơn đồ lại tí xíu nha quý vị, tuốt phủ lại cái màu nâu nâu tí xíu là cho nó, nói chung là nó đẹp ha. Nói chung thì con này thì giờ quá đẹp rồi. Chỗ này thì sơn nó chạy tí xíu nè ha, này thì thổi lại nâu nâu tí xíu là ok, không có vấn đề gì hết, không phải bể, không phải gì hết, thùng còn nguyên rất là đẹp. Đấy. Con này thì quý vị đấy. Chuông rất hay, có logo cánh chim này ha. Của Đức nha quý vị, Kenji. Con này thì giá là 2 triệu 2 nha quý vị. 2 triệu 2 nha. Máy 7 ngày của Đức luôn. Hay, giá rất là tốt quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.